Xin chào, tôi là Nguyễn Linh Hải. Ở trong video này thì tôi sẽ chia sẻ với bạn cách sử dụng phần mềm làm việc nhóm Trello. Cái phần mềm này giúp cho bạn có thể lập kế hoạch, lên các checklist cũng như quy trình hóa công việc cá nhân hoặc là các công việc liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình. Và ở cái trang chủ này bạn có thể thấy là mỗi một cái công việc kinh doanh khác nhau hay là công việc cá nhân của tôi thì được tạo thành một cái bảng riêng biệt để cho tiện cho việc quản lý. Ví dụ như ở đây là quy trình quản lý homestay chẳng hạn. Khi bạn được add vào cái bảng này thì việc đầu tiên là bạn mở ra. Sau đó thì bạn cần phải copy cái bảng này về cái tài khoản Trello của mình. Thì bạn có thể tùy biến và không ảnh hưởng đến cái bản gốc để cho những cái người khác về sau người ta có thể vào xem và sử dụng. Thì bạn vào cái phần menu ở góc bên phải này. Sau đó chọn vào cái phần thêm. Và bạn có thể chọn vào sao chép bảng. Ở đây bạn đặt cái tiêu đề cho cái bảng của mình. Ví dụ ở đây mình sẽ đặt là quy trình quản lý homestay chẳng hạn. Rồi. Và bạn có thể chọn là một cái không gian làm việc. Như ở đây tôi sẽ chọn là đào tạo vận hành homestay. Thì khi chọn không gian làm việc này thì tùy theo cái mức độ mình để là riêng tư hoặc là công khai thì những cái thành viên ở trong cái không gian làm việc cũng có thể thấy cái bảng này để mà họ xem và thực hiện cùng với bạn. Ví dụ như chọn ở đây là riêng tư thì chỉ thành viên nhóm mới có thể xem và sửa bảng này. Hay là chọn không gian làm việc hoặc là có thể để công khai. Ở đây tôi để là để riêng tư. Và sau đấy thì bạn chọn là giữ các thẻ và giữ các thẻ mẫu. Sau đó chọn vào tạo mới. Sau đấy thì hệ thống sẽ chuyển sang một cái bảng mới. Quay trở ra trang chủ này. Bạn sẽ nhìn thấy đây. Và bạn mở cái bảng này lên. Quy trình quản lý homestay căn hộ dịch vụ. Sau khi bạn đã sao chép vào tài khoản của mình thì bạn hoàn toàn có thể là sửa theo các cái nội dung mà bạn mong muốn. Thì cách sử dụng cái bảng quy trình quản lý homestay như này, bạn xem lần lượt từ bên trái qua bên phải, và ở đây là một cái bảng lớn này sẽ gồm các cái danh sách khác nhau. Ví dụ như ở đây gồm có danh sách là setup homestay này, quản lý homestay, danh sách các công việc và danh sách các nhà cung cấp. Thì đầu tiên ở trong cái quy trình quản lý homestay thì tôi đã viết rất là chi tiết rồi, các bạn chỉ việc xem. Thì đầu tiên là danh sách nội thất tiêu chuẩn homestay. Thì ở đây là khi thực hiện việc setup các cái điểm nhà mới thì tôi đã list ra những cái đồ đạc cần thiết cho từng cái vị trí ở trong nhà. Ví dụ như ở trang thiết bị phòng ngủ này. Đây là list danh sách nội thất tiêu chuẩn cho một cái homestay khoảng 20 chỗ. Và khi mà tăng giảm cái số chỗ này thì các bạn điều chỉnh các trang thiết bị cho phù hợp. Ví dụ là trang thiết bị phòng ngủ này, thiết bị tầng 1, thiết bị phòng bếp này. Và khi chúng ta setup thì việc của chúng ta là chúng ta sẽ mua sắm từ các nhà cung cấp, và sau đấy thì khi mà hoàn thiện thì chúng ta chỉ việc chọn tích ở đây. Khi nào tích hết đủ cái này là cái việc mà chúng ta đã hoàn tất. Thì ở đây là giúp cho chúng ta check list các cái công việc của chúng ta nó không bị bỏ sót. Ví dụ chẳng hạn như là đây, các thiết bị điện, camera, khóa, rất nhiều các cái chi tiết nhỏ nhỏ. Đây, ví dụ các dụng cụ để chuẩn bị setup này. Rất nhiều những chi tiết nhỏ, tô vít, búa. Nếu mà như chúng ta chỉ cần sót một dụng cụ thì khi mà chúng ta setup sẽ gặp rất nhiều khó khăn và lại mất thời gian để chúng ta đi mua hoặc là đi tìm đó. Ở đây tôi đã list hết ra các cái danh mục khi mà chúng ta trong quá trình chúng ta setup. Và đây có một cái là quy trình setup homestay. Thì quy trình này từ đầu đến cuối, từ các cái tiêu chí về tìm nhà, sau đấy setup này, ký hợp đồng với cả chủ nhà, đàm phán, setup, xong rồi hoạt động về marketing để kéo khách hàng vào và chăm sóc khách hàng. Đây, ở đây có các cái tiêu chí về chọn nhà. Các bạn đọc và thực hiện theo các cái tiêu chí này. Ví dụ như ở vị trí nào này, đặc điểm của nhà ra sao, giá thuê nhà như nào, đó, rất là chi tiết rồi. Xong các hoạt động về tìm nhà, ký hợp đồng,
chuẩn bị đồ đạc. Đấy nghĩa là quy trình từ A đến Z cho cái hoạt động thuê và cho thuê này, chuẩn bị đồ đạc này, các trang thiết bị, phòng ngủ thiết bị. Sau đấy thì lắp đặt các cái thiết bị trong nhà, nghĩa là nó chi tiết từng bước nhỏ một để bạn có thể tối ưu hóa cái thời gian. Và khi bạn thực hiện theo cái quy trình setup homestay này thì một căn nhà trước đây khi mà tôi làm thì cái thời gian setup từ lúc bắt đầu thuê nhà, sửa chữa dọn dẹp đồ đạc cho đến khi mà căn nhà đi vào hoàn thiện chỉ mất khoảng 3 ngày. Và có một cái thẻ khác bên dưới này, đó là mẫu biểu homestay. Bạn có thể mở danh mục ở trong này ra thì sẽ có toàn bộ các cái mẫu biểu. Trong phần này có cái phần quy trình, một cái ảnh về quy trình setup này. Đó. Một cái bảng về target khách hàng tiềm năng homestay, đây là cái target về chạy quảng cáo Facebook hay là từ khóa khi mà chúng ta chạy quảng cáo Google, các cái từ khóa này chúng ta tham khảo khi mà chúng ta chạy quảng cáo cho cái hoạt động cho thuê này. Mẫu biểu homestay thì trong này có toàn bộ các mẫu biểu hợp đồng thuê nhà này. Thì có mẫu hợp đồng chúng ta đi thuê nhà và mẫu hợp đồng chúng ta cho thuê. Đây là một mẫu hợp đồng thuê nhà ký với chủ nhà. Mẫu hợp đồng cho khách thuê. Có mẫu hợp đồng cho thuê theo dorm, mẫu hợp đồng cho thuê theo phòng riêng. Mẫu hợp đồng cho thuê là đơn vị là cá nhân hay là mẫu hợp đồng cho thuê là đơn vị là công ty chẳng hạn, công ty đi thuê đứng ra đại diện thuê cho nhân viên chẳng hạn, thì đều có mẫu hết. Mẫu hợp đồng sang nhượng, ví dụ là các điểm nhà bạn muốn sang nhượng thì đều có mẫu hợp đồng đây. Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh, có thể chúng ta hợp tác với cả người khác hoặc là hợp đồng quản lý. Đây, mẫu hợp đồng khi mà chúng ta thuê thuê quản lý để mà quản lý nhà cho chúng ta. Tiếp nữa đó là bảng kê setup quản lý vận hành. Thì trong này toàn bộ các cái mẫu biểu. Ví dụ như là bản khai tạm trú tạm vắng này, quy trình dọn nhà checklist này, nội quy ở đây, các cái tích nốt hướng dẫn ở tại homestay, bảng kê setup đồ đạc homestay chẳng hạn. Thì chi tiết hết ở đây là có tên các trang thiết bị, đơn giá để các bạn tham khảo và số lượng cần phải setup ở mỗi một cái điểm này, và sẽ lên được một cái dự toán chi phí cho một căn nhà của mình. Một cái bảng nữa đó là bảng tính đầu tư homestay này. Cái bảng này thì chúng ta chỉ cần nhập các cái thông chúng ta nhập các cái thông số về đầu vào của căn nhà. Ví dụ như là số phòng này, số chỗ cho thuê tối đa, số tiền chúng ta thuê, các cái chi phí liên quan đến hoạt động setup thì sẽ tính được ra là thời gian hoàn vốn cũng như là các cái tỷ suất lợi nhuận vốn đầu tư hoặc là thời gian hoạt động tối thiểu để hóa vốn ạ. Dòng tiền hàng tháng, bảng này rất rất chi tiết, và khi có cái bảng này thì chúng ta có thể quyết định xem là một cái điểm nhà này chúng ta có nên đầu tư hay không. Chỉ việc nhập các cái thông số ở trên này, số phòng ngủ này, số chỗ này, giá thuê, kỳ thanh toán, đặt cọc, giá thuê đầu vào, giá thuê đầu ra, tổng đầu tư tài sản, rất là chi tiết. Và ở dưới này thì
mà chi tiết các cái hạng mục đầu tư đó, thì nó sẽ link lên trên cái phần trên này, sẽ ra cái tổng đầu tư chúng ta đầu tư bao nhiêu tiền, chúng ta cho thuê ra bao nhiêu tiền, và từ đó tính ra được cái thời gian hoàn vốn, tỷ lệ lấp đầy nữa. Tiếp nữa đó là các cái mẫu biểu theo dõi thu chi. Ở đây có một cái bảng để chúng ta có thể theo dõi thu chi hàng tháng và cách để sử dụng cái bảng này, thì tôi sẽ có một cái video khác hướng dẫn chi tiết về cái việc này. Với mỗi một điểm nhà thì chúng ta theo dõi trên một bảng này, thì chúng ta có thể hoạt động trong vài năm chúng ta theo dõi chỉ trên một bảng này, rất là thuận tiện về chi phí doanh thu và từ đó tính ra được lợi nhuận, cũng như là tính toán các cái tiền điện nước, ví dụ chẳng hạn là thu tiền điện nước của khách chẳng hạn, đều có cách tính cả. Thì tôi sẽ có video hướng dẫn chi tiết cái bảng, sử dụng cái bảng này. Rồi, đó là những gì ở trong cái phần mẫu biểu này. Quay trở lại cái bảng quy trình quản lý homestay này, thì cái phần quản lý này thì sẽ có phần mô tả công việc cho quản lý này. Khi chúng ta add quản lý, thêm quản lý vào trong cái bảng này, thì chỉ cần các bạn sửa thông tin cho phù hợp với cái thông tin nhà của bạn, và sau đấy thì add quyền cho bạn quản lý vào đây, các bạn đọc cái quy trình này là có thể thực hiện được. Cái tiêu chuẩn để có thể tuyển quản lý là chỉ cần biết đọc tiếng Việt và nhanh nhẹn, biết cười là có thể là thực hiện việc quản lý nhà rồi. Các cái quy trình công việc homestay hàng ngày đây cho quản lý và các cái bạn nhân viên thực hiện theo các bước đều viết chi tiết công việc hàng ngày, đăng bài lên này, hẹn gặp, chốt khách ở như thế nào, đăng ký tạm trú, dọn vệ sinh, đều viết rất là chi tiết rồi, chỉ việc thực hiện và làm theo. Có video hướng dẫn luôn đây, hướng dẫn cách tính thu chi này, cách tính điện nước này. Rồi, các cái văn bản nội quy quy trình, nội dung nhắc chuyển tiền, quy định chiết khấu thanh toán trước, bạn có thể tham khảo. Đây, các cái mẫu biểu toàn bộ các cái hợp đồng quy trình thì quản lý chỉ được áp vào trong này và họ đọc là họ có thể làm theo được. Các cái danh sách file, thủ tục với khách chuyển ra chuyển vào. Và chúng ta có thể thêm vào đây là chọn bộ những cái để chúng ta trả lời khách và các cái việc mà phát sinh trong cái quá trình quản lý. Ví dụ như là chẳng hạn như khách hỏi về vấn đề về tiền cọc thì trả lời như nào, hay những câu hỏi khác phát sinh thì chúng ta thêm vào đây, thì khi mà quản lý các bạn đọc và các bạn sẽ thực hiện, không cần phải hỏi lại chúng ta nhiều nữa, thì chúng ta sẽ tự động hóa một phần nào đó, gần như là rất là nhiều các cái phần công việc của chúng ta. Tiếp nữa đó là cái phần danh sách công việc này, thì chúng ta hãy phân ra là danh sách công việc hàng tuần và hàng tháng. Ví dụ như ở đây là mỗi một thẻ tôi sẽ tạo là danh sách công việc theo tháng chẳng hạn. Thì ở trong này khi mà tạo mỗi một tháng là một cái thẻ này, trong đó thì các cái công việc hàng ngày chúng ta sẽ list lên là một ngày cần phải làm cái gì, dẫn khách nào, và hay là sửa chữa đồ đạc ở điểm nhà nào, thì chúng ta check list lên đây. Thì khi mà quản lý đến ngày đó thì các bạn chỉ việc xem các cái check list công việc này và các bạn thực hiện theo nó, và thực hiện xong cái nào thì chọn tick ở đây là hoàn thành công việc. Và một ngày khi mà chúng ta xem lại thì hoàn thành hết các cái công việc này thì rất là ok. Còn nếu như những công việc nào chưa hoàn thành thì chúng ta sẽ có thể là thực hiện vào ngày tiếp theo để chúng ta có thể kéo thả các cái công việc này. Ví dụ như là ngày mùng 4 thì chưa hoàn thành xong, chúng ta có thể kéo sang ngày mùng 5 này. Đó. Ví dụ như vậy. Danh sách các nhà cung cấp và các cái thông tin khác, ví dụ như là chúng ta có thể list lên đây là danh sách các cái việc sửa chữa gấp này,
danh sách nhà cung cấp và thợ. Ở đây có các cái số điện thoại nhà cung cấp và các thợ sửa chữa. Bạn có thể tham khảo ở trong này để mà gọi khi mà chúng ta cần với bất kỳ các cái hạng mục này. Chúng ta có thể thêm vào số điện thoại thu điện nước cơ quan chủ quản để có thể là quản lý. Các bạn có thể trực tiếp liên hệ khi cần. Danh sách chủ nhà, danh sách người giúp việc, danh sách hợp đồng mạng internet để chúng ta theo dõi tiến độ thanh toán. Hay là chúng ta thay lõi lọc máy nước này. Chúng ta thay ngày nào chúng ta nốt lại ở đây. Lưu lại để lần sau chúng ta thay biết là sau bao lâu chúng ta đã thay rồi. Hay là những cái nhỏ nhỏ như kiểu điều khiển điều hòa này. Thêm các cái mã ví dụ điều khiển, cái mã điều khiển đa năng ấy, chúng ta thêm vào để tránh khi mà nó nhảy số thì chúng ta dò nó mất thời gian. Thì ở đây là chúng ta quy trình hóa toàn bộ các công việc lên trên cái bảng làm việc chung này. Thì khi mà chúng ta mô tả công việc càng chi tiết bao nhiêu thì cái việc quản lý của chúng ta nó càng thuận tiện bấy nhiêu. Các bạn hãy xem và khi mà cần thêm bất kỳ thông tin nào thì chúng ta cứ thêm và tạo các cái danh sách cũng như các thẻ thêm ở đây để cho cái hoạt động của chúng ta được trơn tru. Chúc bạn thành công, xin chào và hẹn gặp lại.